lăng tàn của các chàng trai cô gái này trong trang phục dân tộc, hay cầm chiếc đàn tính nhiều nước say mê, hòa cùng với những giai điệu then mượt mà tâm tình, cùng hòa quyện với nhau theo nhiều cung bậc cảm xúc. Sau đây xin kính mời quý khách cùng đến với đàn văn của đồng bào dân tộc Tày với tác phẩm múa Tình Đàn Then do thực hiện bằng những biểu diễn. Harmony in the buildings of the Muscat Forest is the meanest of the court. The tiger in ethnic costumes hovering the village, passionate, harmonious with the smooth heart, interwoven in many layered emotions. With slouching volume to come and get acquainted with the Thai ethnic minority with the text, Tình Đàn Then, performed by the male people. Oh,
của những chàng trai và cô gái người Mông, với những điệu ô múa kèn mang đậm một bản sắc rất riêng của người dân tộc Tân Mông. Going to Scott Country's barrier, you are not only experienced Scotland and practice traditional crafts of ethnic minority, but also enjoy the folk singing and dancing of non-Korean cultural performing team, Kabukuchi. Further on, I would like to introduce the tale of mountain dance, represented by the non-girls through the traditional umbrella and the Sway dance.